cứng đơ, không thể cử động, cũng chẳng biết khóc cười. Suốt luôn vậy đó, nó không ngồi không trở đâu được hết đó. Chỉ có lật qua lật lại có cái sợi dây á, vậy đó là nó lật qua lật lại. Nhất cử nhất động đều phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ của mình. Thấy nó ăn thì nó kêu, còn nó không ăn thì nó không có kêu. Đừng bới nó, bới nó là nó bỏ, nó không có ăn. 39 tuổi, nhưng anh Tú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Gần 20 năm nằm bất động, cứng đơ như một bức tường vì mắc một căn bệnh lạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đức Huệ của tỉnh Long An. Ngày hôm nay Bùi Hồ sẽ cùng cô bác quý anh chị thăm một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đó là hoàn cảnh của anh Tú với gần 40 năm. Thì trong đó khoảng 30 năm anh sống một cuộc sống chẳng khác nào là một khúc gỗ. Người của anh thì cứng đơ, mọi cử động sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là cả việc ăn uống vệ sinh anh đều phải trông chờ vào một người mẹ của mình. Và để hiểu thêm về cuộc sống thật sự của anh, cũng như là vì sao anh lại mắc cái căn bệnh như vậy, thì bây giờ mời cô bác quý anh chị vào trong mái nhà trong kia để thăm về cuộc sống của anh Tú, một người mắc căn bệnh mà mọi người cho là hội chứng người gỗ. À, con chào cô ha. Được biết là gia đình mình có một cô, có một người con. Hai người con và có một người thì mọi người cho rằng đó là anh mắc bị căn bệnh gọi là căn bệnh người gỗ. Như nguyên nhân như thế nào vậy cô? Hồi đó là hồi nó còn nhỏ nó bị động kinh. Khi mà lúc đó mấy năm về trước Hòa Bình về năm tám mấy á, là cô khổ dữ lắm. Là cháu nó đã, con nó đã bệnh rồi. Bệnh rồi mình không có tiền mình chạy chữa. Cơm nước gạo thóc rồi không có, nhà cửa còn không có chỗ che nắng che mưa. Giờ á, nuôi nó khi mà nó ngã bệnh xuống rồi chở nó đi bệnh viện rồi về, rồi có bệnh viện ở dưới á, mấy ông bác sĩ nói á, bây giờ nó bị bú xương hả, nếu mà cô có tiền nhiều á, mổ mỗi một mục vậy là 10 lít máu. Mà 10 lít máu tiền ở đâu mà có, không có mà đi bệnh viện nữa mà tiền ở đâu mà có. Lúc đó ảnh mấy tuổi cơ? Hồi lúc đó nó được 10 tuổi rồi. Nó đau nó rút lần, nó rút riết lên vậy đó. Anh năm nay là bao nhiêu rồi? 39 tuổi. 39 tuổi? Tuổi con trâu. Là 29 năm rồi. Ừ, 39 tuổi rồi nay. Nhưng mà 29 năm là bị bệnh như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ con, tụi con rất muốn là vô gặp anh tên Tú đúng không cô? Ừ. Dạ, bây giờ mình vô trong đi cô ha. Anh Tú là thường ngày ở trong phòng này không hả? Chừng nào mà như thí dụ nó bị đi tiêu, đi ỉa đồ này kia đó hen, là mẹ ẩm đi ra cho nó tắm rửa này kia là nó đi. Nó đi ra nó dịnh nó cho nó lạ nó ở nãy. Là anh Tú cứ ở trong phòng suốt thôi. À, suốt luôn, không có đi đâu một bước nào, không có trèo xuống được luôn. Là cứ cứng đơ vậy à? Cứng đơ vậy đó. Cái phần nào của anh Tú thì cử động được? Nó lật qua lật lại đó, nó cứ vậy đó. Nó có cái sợi dây nè. Còn hả, nó muốn ở bên đó thì nó lấy cái cây này nè, nó chổi qua vậy. Nó còn hả, nó lật qua đây nó có cái sợi dây này nè, cái tay đó nó kéo qua vậy. Nó là vậy đó. Cái tay phải của anh cử động được không? Có cái tay đó mà thôi à. Nó xích vậy đó, nó tọt rồi nó xích. À, cái cây đó là dùng để lật qua lật lại. À, với lại nó ngứa, nó gãi nè. Là 29 năm thì anh cứ sống trong nhờ vào cô vậy đó. Là ở nhà mình là cô có hai người con. Có hai người con mà chị nó thì gả có chồng rồi, thằng con nó nãy đi học á. Dạ. Rồi nó đi mần công nhân rồi nó lo cho con nó, thì cô thì lo cho thằng này. Vì ăn uống của anh Tú có bình thường không cô? À, như thí dụ nó ăn cũng bình thường mà nó không có ăn được nhiều. Như thí dụ một bữa cơm vậy báo cho nó nửa chén. Dạ. Nửa chén cơm rồi nó ăn xong rồi nó kêu uống nước hay hoặc gì. Mẹ cho con miếng nước, mẹ bỏ đổ trong cái chai đó, con hút. Đó, cái chai đó. Nó thuốc men nó đó. Bây giờ vẫn còn uống thuốc? Ừ, như thí dụ nó đau, dạ, nó nhức. Như thí dụ mấy cái khớp này nè, nó sưng nó nhức, cái bắt đầu nó kêu mẹ mua một con 5 liều thuốc, 6 liều thuốc vậy đó. Rồi nó tự nó nhai, tự nó lấy cơm nó nuốt trọng vô. Nói chuyện nghe rõ không cô? Nói được mà điều lạ dứt khoát. Lạ là không bao giờ có nói, không bao giờ mở miệng. Hỏi gì hỏi cũng không bao giờ. Anh có tâm sự với cô vì sao mà lạ không nói chuyện không cô? Nó nói mấy anh á, tao quay riết con mệt.
con đau dữ lắm, mà điều con nói mẹ là con đừng có cho mấy anh quay nữa, con đau dữ lắm. Mà ban đêm á, con nhức mình nhức mấy bữa hổm á, làm cái giấy chứng minh nó đặng lãnh lương nhà nước cho nó đó. Cái ẩm nó đi lên, cái đứng lên, cái công an sợ, nó nói con người ta gần chết rồi mà đưa lên đây làm giấy làm chi vậy trời. Cái thả xuống cái hỏi lấy cái xe lôi mà lôi nó đó, không có ai mà ẩm được hết, mà không có ai mà chở nó được luôn. Cái lời hỏi cái công an hỏi chứ có em có đau gì không, nó không có nói. Nó nói mẹ ơi giờ mình mẩy con giờ ê hết ráo, mẹ mua cho con mấy liều thuốc đi mẹ, đằng con uống con mới ngủ được. Cứ vậy đó, cho nên không có đi đâu được hết. Nó vậy đó. Còn giờ cắm cô ở nhà mình à, ông chồng của cô Thâu, cô hồi đó cô 24 tuổi lận, cô nuôi nó tới thử này. Hai đứa con cô Thâu hồi nhỏ vậy đó. Rồi thành thử. Cô chăm thì đâu có làm cái công việc gì vậy? Không. Còn cô cứ như thí dụ đi ra đi vô rồi nấu cơm để sẵn cho nó ăn. Rồi cái ra cỏ rác xung quanh ở nhà nè. Rồi cái trồng rác, trồng cỏ rau cải đồ này kia rồi ăn này sao vậy á, vòng vòng cái bắt đầu mẹ ơi cho con uống miếng nước. Rồi chạy vô lo cho nó miếng nước xong cái tao mẹ ở đây đi, mẹ đi ra ngoài mẹ làm hồi cỏ nữa. Cái thì mẹ đi đi, mẹ mặc cái cho tả cho con đi, rồi con mẹ đi đâu mẹ đi chút xíu rồi mẹ vô. Cứ vậy quanh năm suốt tháng cứ vậy mà thôi. Nó ráng làm, nhiều khi á giận nó quá cái nói trời ơi tao ở đợi cho mày không biết chừng nào mà tao mày chết hả, nếu con chết trước mẹ thì mẹ đỡ một tí, rồi tao hả tao chết trước mày là mày khổ, không có ai lo cho mày, biết chị nó ở trọn hoa không hay là bước thêm bước nữa cũng khổ cho nó. Cho nên cứ ngồi trời ơi tao mần riết là tao muốn sắp chết rồi Tú ơi, chứ không biết mẹ biết nói làm sao. Nó trả lời nó nói giờ con không biết làm gì cho mẹ đâu, giờ con nằm vậy sao làm cho mẹ được, tới giờ con chết thì con chết chứ mẹ con đâu có biết làm sao giờ. Bác sĩ nói anh là bị căn bệnh động kinh thôi. Động kinh nhá, bị với là mình hồi đó mấy năm về trước không có tiền đó, rồi nó rút lần rút một lần cái tay này nè. Nó té cái nó gãy, nó té sắp vậy nè, tưởng đâu nó chết rồi đó, mà nhờ người ta cứu nó đó. Nó mấy tha mấy con ốc này nè, mấy gắn mấy con ốc này nè. À ở trong mình có cặp inox nữa. Nó đó, nó. Cô có thể ẩm ra được dễ dàng không? Cô phải ẩm á, ẩm mỗi lần ẩm nó cực khổ lắm chứ đâu phải sung sướng vậy đâu. Có mang dép được đó hả cô? À, không, mang nó mới đứng được, nó mới chấm được. Còn nó không không ấy. Cái lịch vệ sinh của anh đó thì cô làm luôn. Làm luôn. Đúng người gỗ thật sự luôn á. Có cái cây gãy vậy á. Ồ, gãy đó hả con? Cái cây đó nó gãy á. Ồ, cái chân của anh là thẳng băng luôn á. Chào anh Tú. Nó nói chào mấy anh đi con. Dễ dầu gì. Anh là tối ngày chỉ suốt ngày nằm trong nhà thôi, còn nếu ra ngoài đây là cũng bắt cô chứ đâu có ngồi được chỗ nào. Không, nó đứng suốt luôn vậy đó, nó không ngồi không trở đâu được hết ráo á. Chỉ có lật qua lật lại có cái sợi dây á, vậy á là nó lật qua lật lại. Như thí dụ nực nội quá thì hỏi chứ con tắm không, mẹ ra ẩm ra tắm cho con mát mát một chút. Nó nói thì mẹ ẩm con ra mẹ tắm đi cho con mát miếng đi. Rồi còn bằng không thì bật cái máy quạt, nó cảm thấy nó hơi lạnh lạnh trong người, nó ra cái bắt đầu kêu tắt đi mẹ ơi, lạnh không lắm. Không ngồi được hả con? Không. Chỉ có nằm hoặc là đứng như vậy thôi. Ừ, đứng vậy đó. Chịu một chân. Ừ. Nó. Hình như là cái chân của anh nó bị teo đúng không cô? Ừ, nó rút lên nè. Dạ. Nè, nó bị bú xương nè. Ôi trời ơi, như một bức tượng luôn á. Có nghĩa là như một khúc gỗ luôn á. Ừ, nè. Cái lúc mà mới bị ban đầu là ảnh bị... Ôi. Ừ. À, bị bú xương mọi người. Ừ, nó. Ừ. Lúc mà mới bị là ảnh có còn cử động được bộ phận nào không? Còn cử động mà nè, đều nó cử động nó cũng đỡ một tí là nó cũng vẫn đứng. Yeah. Nó đứng vậy đó. Mình như thí dụ ăn cơm vậy á, nó múc lên cái mình để cái đồ lên cho cao vậy nè. Nó, rồi nó múc từng muỗng, nó ăn lâu lắm. Chứ không phải như ăn như mình đâu. Nó nhai lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ mới xong được bữa cơm. Ôi trời, có nửa chén cơm xay đi quay lại xay lại luôn kìa. Ừ, bởi vì nó đâu có làm gì được đâu. Dạ nó cứ vậy á.
để ý, mình để ý nha, thấy mà cái da thịt, cái tay của anh, hai cái tay, một cái tay da màu hơi đỏ đỏ, một còn một cái tay là da trắng vàng nha. Ừ. Mà những cái bộ phận đỏ là nó sẽ cứng đơ. Ừ. Đúng rồi, đặt nó đúng. Tay trái là màu vàng, còn cử động được. Nè, xương nó lòi nè, thấy không? Nè, bú nè. Nó cứng nè. Con sợ. Nó thấy không? Cứng. Cứng lắm luôn nè. Cứng đơ luôn á. Ừ. Cho nên nó không có ấy được. Có nghĩa là như Đạt nói á, là ở đây là phần này còn màu đỏ nè. Ừ. Là rất là cứng luôn. Và thậm chí là cái tay bên đây. Ừ. Rất là cứng luôn. Ừ. Cái tay bên đây á thì... Nó còn ngoe ngoe qua, được ngay chỗ này mà thôi. Ờ, được ngay chỗ này mà thôi. Mà anh Tú hình như là chỉ cử động cái đôi mắt thôi à. Ừ. Với lại cái phần não thì còn biết được, nghe biết, được, biết. Phản hồi được. Ừ. Tuy nhiên từ cái phần cổ xuống đây là hình như là nó gần mà như cái, là bị cái tê cứng tiền luôn. Cái này nè, ở sau nè, nó bị bú rồi, nó ở đau đau, anh đau. Ừ, nó rút cái gần cổ nè, thấy không? Đó, nó rút. Ừ. Ừ. Nó rút cái gần cổ lên nè, đó. Ừ. Anh không biết là có cảm xúc khóc hay cười gì không cô? À, trời ơi, nhiều khi chửi nó... Ừ, đau nó mới nhăn. Sao cơ? Nó mà hả, cái gì á, chửi quá, cái nó về nó nói với chị nó, mẹ bả mằn cực quá, cái bả chửi. Bả chửi giờ tôi có làm gì được cho mẹ đâu. Không làm gì được cho mẹ hết. Nhưng mà có không có cái cảm xúc là khóc hay là cười hả con? Không. Chỉ có đau là biết... Biết nói với mẹ mà nói thôi. Nói với mẹ hoặc là trâu mắt lại hoặc là cái miệng thì nó thể hiện cảm xúc. Còn cái cảm giác mà khóc với cười là cũng không còn nữa. Không. Ăn uống thì mỗi ngày ăn nhiều không cô? Như thí dụ sớm mơ cho nó ăn nửa chén cơm. Cái xế khoảng 2 giờ hoặc 1 rưỡi đó, nó uống thuốc tây á, cái nó sốt ruột nó, cái mẹ báo cho con chén cơm đi mẹ, cái báo nữa hơn nửa chén cơm mà thôi chứ không có nhiều. Nó cảm thấy nó ăn thì nó kêu, còn nó không ăn thì nó không có kêu. Đừng báo nó là nó bỏ, nó không có ăn. Anh có sợ nước gì không? Không. Tắm rửa cũng bình thường. Bữa nào mà không tắm mà ở dơ là phải lau, nó mới ngủ được. Nó không có ở dơ được. Coi vậy nó kỹ lắm. À, này kia nó kỹ lắm. Như anh Tú là anh có đưa ra cái ý tưởng là làm cái gì để cho anh, ví dụ anh ra đây anh đứng để anh không muốn, tại vì mẹ mằn cực quá. Bây giờ hả, đưa ra là mẹ phải giữ. Giữ rồi mẹ mằn không được, cơm nước, nhà cửa, quần áo giặt giũ rồi ỉa đái là do nào cô lo không. Cho nên nó không có muốn. Chứ nó cũng muốn ra, đứng ra ngoài đặng nó hít thở. Nhưng mà mẹ cực quá, mẹ không làm thế nào lành được. Có một cái bệ cây này là thiết kế không, không thể nào được luôn. Đâu có cầm nắm được đâu. Không có nắm được. Cái tay không có cầm nắm được. Ừ, không có giờ tắm đó là nó để nó xê cái giò nó ra đây nè. Nó cái giò này có cái cây gậy cao ở trong á, nó mới chổi. Nó chổi, nó kìm. Nó kìm lại rồi mới lột cái áo nó ra. Chứ không phải mà ấy được. Là khổ vậy đó. Rồi nó đứng vậy đó. Cái đất là máu nó dồn xuống vậy nè. Cái nó kêu mà nó đỏ hầm luôn. Nó đỏ đen thui luôn. Chứ không phải máu mà. Ừ, máu nó dồn xuống. Nhưng mà anh thích đứng hay là anh thích nằm? Nó muốn đứng ra mà giờ mẹ vậy là không có lạ đứng được. Khổ lắm, nó thấy đủ thứ chuyện hết ra mà nó không nói được. Nó không có nói mà nhiều. Nó nói giờ mà hả đứng đây á, thì phải mẹ phải chịu, phải dịnh, phải dòm. Mà mẹ không đi mặn được thì cũng khổ quá. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? Cô nay 64 tuổi. 64 là cô với chồng mình ly dị là 40 năm. Thì lúc đó là anh Tú cũng vừa mới sanh ra thôi. Ừ, đúng không cô? Nó bà kêu vậy nè. Dạ. Thì công việc của cô là trồng rau nuôi cá đâu để mà sống. Với lại cô được miếng ruộng ở trước nè. Dạ. Cái cô xạ cứ kiếm lúa ăn. Dạ. Như thí dụ cô làm trong đó là chục bao lúa đi, cô trả tiền cho người ta bán chịu cho cô á là 5 bao, tiền cài từng bữa là cô đi mà mướn cô trả cho người ta. Rồi cô lấy 5 bao đó cô phơi cô để cô ăn. Dạ. Nhiều khi á rồi nó không có tiền mua thuốc uống nè, rồi không có tiền mua đồ ăn nè, phải làm sao? Phải nhín ra cái đó đặng mua cho nó ăn. Chứ đâu có phải cô ấy đâu, cô mà nếu mà như người ta là cái thằng này nó chết lâu rồi. Con gái cô cũng ở chung nhà với cô. Nó thâu chồng rồi, nó mới về đây. Chồng nó... Như nghe giọng cô không phải là người ở địa phương nè. Ở đây. Cô ở đây luôn. Ở đây từ đầu. Cha mẹ cô chết ngoài, để ngoài kìa. Khi nghe người ta gọi con của cô với một cái tên
đó là người gỗ. Ừ. Thì cô nghe gọi như vậy thì cô thấy có tuổi lắm không? Tuổi chứ, tại vì con mình nó vậy rồi thì người ta cứ kêu sao cũng được. Chứ giờ biết nói phải làm sao, giờ đứng ra cũng không, mà giờ phải dịnh vậy, rồi cái quay qua quay lại vậy, rồi phải làm sao nó đây, nó sợ té, nó sợ té, nó sợ té đó, nó nhào đầu. Đứng lâu anh chịu không hay là không nổi? Không nổi. Ừ, một lát cái máu nó dồn, nó đau cái giò nó. Cô để mà trước đây nè, cô ảnh anh vô trước này cho gần khỏe cô nữa. Không có, nó phải dịnh nó mà thôi, phải có cái đồ dịnh nó. Ồ vậy đó hả, anh dịnh cái tay vô vậy hả? Ừ, phải có cái, ừ, có cái cây gậy nữa, có cái cây gậy nó mới dịnh được, không ấy là nó nhào đầu. Vậy là ngã tới hoặc là ngã bốn hướng, có thể ngã hướng nào cũng bất cứ lúc nào luôn. Thì đó đó. Vậy là hàng ngày cô tắm là bồng ra đây cho tắm bồng nó ra đây, cho nó ỉa đáy xong hứng bằng bô đó, đổ xong rồi cái tắm rửa cho sạch sẽ. Đầu cổ này có ai đâu cạo cho nó, chỉ cô mua đồ về cạo cho nó thôi chứ không ai làm vừa ý nó hết. Chị nó chị nó làm cũng không có vừa ý nó nữa, nó không có mượn ai hết đâu, chỉ mẹ thôi. Có nghĩa là bây giờ cái cảm xúc vui buồn khóc cười mình nó không nói, không có cảm xúc gì hết, không nói. Vậy thì thời gian gần đây anh có đi đến bệnh viện để khám để biết không? Nó nói vậy nè, cái hồi mà cái vụ mà bệnh dịch á, cái nó đau bao tử, nó uống thuốc quá trời á, cái nó lỡ bao tử nó trỏng đi, nó không ăn uống gì được hết. Nó kêu mẹ ơi cứu con đi mẹ, mẹ kêu xe du lịch chở con đi bệnh viện đi mẹ. Cái nói nha, bị bệnh dịch này rồi ai chứa đây trời, giờ phải ai chứa cho con đây, bác sĩ người ta đâu có cho đi đâu, giờ chết thì nằm tại nhà chết chứ không có đi. Trời khiến cô, cái cô đi bẻ đồ phương ngoại á, về cho nó nhai, nhai cái nó tỉnh, nhai cái nó tỉnh. Nó nói mẹ đi bẻ cái đó đi cho con uống đi mẹ, là nó tỉnh á. Trời nó khiến cái gì cô? Bẻ cái lá mà nó bị bao tử lỡ đó. Anh biết rồi hả? Biết. Nó nhai xong cái nó nuốt. Nó nói mẹ ơi cái này sao uống nó đỡ rồi, mẹ đi kiếm cho con thêm miếng nữa đi mẹ. Rồi đi kiếm cho nó, về cho nó uống 3 ngày là nó tỉnh luôn. À, lá đó mình kêu lá gì cô? Cái lá kim vàng. À, lá kim vàng. Ừ. Mà khó kiếm lắm, ở đây chỉ vòng vòng có, chỉ có người hay người trồng mà thôi. Rồi nói nào cho có, chòm xóm đây người ta thương nó dữ lắm, hả hô nói tú bệnh là mẹ đi xin cái gì cũng cho hết, nói nào cho có, người ta không bỏ nó. Chỉ có một cái giò mỏi lắm, nó đau lắm, nó mỗi lần đau là nó nhăn lắm mà không thể nói được. Cần nào mấy chú về cái nó nói con đau chết ngậu đó chờ hoài. Nó nói vậy. Có nghĩa là cũng có nhiều đoàn xuống thăm và hỗ trợ cho gia đình mình đúng không cô? Đúng rồi. Chào anh Tú, cái cặp mắt của anh Tú mọi người là chỉ cái có biết chớp lại hoặc là cái miệng nhăn thôi. Mỗi khi đau chứ không biết khóc cười. Không. Tiếng lệ hình như là cũng không có còn luôn á. Có nhiều khi cái thằng cháu ngoại hồi đó nó còn nhỏ, nó nói vậy nè. Ngoại ơi ngoại, con ở nhà ngoại sao nhà ngoại dòm thấy ớn quá, đi tới nhà người ta dòm thấy nhà ai cũng nhà tường, nhà lai, nhà gần gạch mà men rồi không ngoại. Vô nhà ngoại thấy ớn quá trời, cái nó nói vậy nè. Mày đừng có suối ngoại mày á, mua 3 cái gạch lót là tao té tao chết, là tao quánh mày cái chết luôn. Vậy hả? Nó không có cho. Nó nói thà là để nó chết rồi ai có muốn làm cái gì đó làm. Giờ nó sống thì cứ vậy đi. Con không biết là lúc mà 10 tuổi thì anh Tú bị thì lúc đó là cơ thể của anh nó có còn cử động được không? Được, cử động được mà điều nó rút. Nó cũng nằm nghiêng chứ nó ít, nó nằm ngửa nó chỉ một chút thôi. Còn nằm nghiêng lật qua lật lại vậy đó. Chứ nó không, nó rút lần. Nhiều khi nó rút nó nói mẹ, tay chân con giờ nó rút hết rồi đó mẹ. Con không cử động được. Mẹ lo đi mẹ. Từ khi lúc anh bị bao lâu mới rút cứng luôn tới bây giờ con? Nó 20 tuổi. 20 tuổi nó phát sinh lần, nó phát sinh trầu, nó phát sinh mau thấy ghê luôn. Mà lúc đó nghèo khổ gần chết, hỏi mấy chú chứ làm sao giúp đỡ cho con được. Không có ăn mà ăn được. Cái căn bệnh của anh Tú là căn bệnh mà có 102 ngay tại nước Việt Nam luôn. Rồi thấy khổ nó nói...
nhiều cái rồi giận nó quá rồi rầy nó không có trả lời. Nó nói chiều cái nó nói mẹ chửi làm chi mất công cho mệt. Chừng nào con chết thì hay chứ giờ mẹ chửi con cũng không làm gì phụ mẹ được đâu. Người lạ là không nói chuyện? Không, dứt khoát một người nào cũng tới không bao giờ nói. Nhưng mà cái phát âm của cái anh ngay là cô nghe có rõ không? Y bình thường. Nói như cô luôn hả? Ừ, bình thường không có gì hết đó mà lạ dứt khoát. Ở chồm xóm đây mà ta tới ta hỏi nó cũng không có trả lời. Nhưng mà cô có hỏi vì sao là con lại như vậy không? Đợi cô rầy nó mà nó nói lạ con không có nói. Đừng có, con không có mở miệng đâu mẹ đừng có nói. Đừng có biểu con mở miệng, con không có mở miệng mà đâu. Mà hàng ngày anh nói chuyện nhiều. Ít, không có nói. Như thí dụ như đem đồ ăn ha, hoặc là cái gì á. Nó kêu mẹ ơi đem cho con miếng đồ ăn coi mẹ. Mà hái cho con miếng rau đi mẹ. Là nhiêu đó rồi thôi đó. Rồi ăn rồi tự hết rồi cái kêu mẹ dẹp rồi xong. Không nói chuyện với ai hết á. Nó y như là nó tự kỷ vậy đó. Mà con thấy cô bới anh á giống như là một khúc gỗ vậy. Ừ. Người lạ bới anh có chịu không? Không. Nó không có cho ai rờ. Không cho ai đụng ánh luôn hả? Không. Tới là ai mà rờ nó giận lắm. Chỉ có mẹ thôi. Chỉ có mẹ thôi. Chỉ có mẹ mình thôi. Và chỉ có tình yêu của mẹ dành cho con mình mới được như vậy. Đúng suốt rồi mấy đó. Chục năm trời mà đúng không rồi. Một lời than vãn luôn. Ừ. Chứ giờ hỏi với mấy chú giờ than nó bỏ nó ở đâu? Cũng không bỏ được. Nói nào cho có vậy á. Tính nhiều khi muốn mà tao chết đại cho ông khuất mắt. Cho tao bỏ mày cho ở lại cho mày làm gì nữa. Mày làm đi chứ tao mệt quá. Cái nó nói mẹ chết rồi con ở với ai đây? Giờ mẹ chết ai lo cho con đây? Ai lo cho con được đây? Hiện bây giờ như ảnh cân nặng cả bao nhiêu ký? Chừng hai mấy ký hả? Nè. Coi vậy cái bộ xương. Có hai mươi mấy ký thôi. Chứ không có nhiều. Chỉ có bộ xương nhưng mà phần... có nghĩa là phần thịt thì nó không có nhiều. Ừ, phần thịt thì không có nhiều, xương không à. Cô có lo lắng rằng là sau này nếu như mà mình trong tuổi già? Lo chứ, lo nhiều khi nó nói trời thà con chết trước mẹ đi ra tú, rồi mẹ chết sau mẹ lo cho con đàng hoàng tử tế rồi tao chết theo mày cũng được. Còn bằng không thì hai mẹ con chết một lượt, đặng cho người ta dễ lo. Chứ mà hả tao chết rồi á mày, tao mần riết rồi tao chết rồi bỏ lại con rồi con không ai lo cho con hết khổ lắm tao thấy rồi tao thấy nhiều dữ lắm rồi. Anh ngứa kìa. Nó có cái cây gậy nè. Có cái cây đó anh kêu cô là cô... tự nó đó. Tự nó sáng chế ra đó. Để gãi thôi. Cái cây gậy đứng lên mà tắm nó cũng bào chuốt, tao nói nó liền băng luôn á. Mà kêu thâu con tới đó được rồi, nó không chịu. Nó kêu mẹ cứ để cho con đi, mẹ để con làm, của con làm. Cứ vậy đó. Nó làm cái gì phải hoàn thành. Mà nó ngủ mới yên. Như thí dụ mấy chú đưa cho nó mượn cho làm cái bóng đèn đó đi. Nó làm hoàn thành rồi nó mới ăn cơm. Chứ nó không bao giờ mà anh nửa đường má bỏ nó không có chịu. Hiện tại bây giờ là ảnh vẫn còn làm được. Làm, cái có cái tay này nè. Nó chỉ. Như thí dụ bây giờ nó nằm vậy, cái bóng đèn nó hư. Tú ơi, giờ cái bóng đèn hư mẹ làm sao mẹ làm được. Mẹ gỡ xuống đi rồi mẹ con chỉ cho mẹ. Rồi đem vô trong đó đó, rồi nó chỉ. Đem vô chỗ nó nằm á. Rồi cái bắt đầu nó chỉ ở cái sợi dây này nắm về bên đó, rồi cái sợi dây kia nắm bên kia vậy đó. Là nó chỉ hết. Chứ mình không làm được. Ngoài cái cây này ra ảnh còn làm cái món gì hiện tại? Có một cây nè, cây dài nữa. Có một cây dài để cả gãi tuốt ở dưới đó đó. Dạ. À, nãy con thấy tuốt. Có một cây dài đó nữa. Chứ đâu phải một cây đâu. Một cây gãy nữa. Cái cây này là của anh Tú là bằng cái gì? Bằng cái mấy dưỡng nó mua cho con cây gừng câu. À. Cái bắt đầu nó gãi á. Nó gãi, người ta làm gãi rồi đó. Cái nó xin. Nó xin cái này. Nó xin khúc này nó làm. Tự nó chế. Trời, nó khéo tay lắm, nó mà nguyên vẹn nó khéo tay lắm luôn đó. Nó làm cái gì cũng khéo tay hết ráo á. Có đôi khi thì mình lại nghĩ như thế này, giống như là một khúc gỗ thật sự, một khúc gỗ, một cái cây thật sự luôn. Nó y chang. Y chang một cái cây. Y chang luôn vậy sống, đó. Vẫn còn sự phát triển và nó chỉ có bộ ruột nó mà thôi. Chăm sóc dạ. Tuy nhiên thì những cái phần cơ thể của anh á, cái khung xương á, nó lại cứng chẳng khác nào là một khúc
khúc gỗ hết á. Bởi vậy bữa đó có cái chú ở dưới thành phố á, cái gì mà ở nước ngoài á, mới hỗ trợ cái chú đó lên để bấm nguyệt bằng cho nó giãn mấy cái đó ra đó, cái cơ này ra, mà sự thật không có. Càng ngày càng bấm càng máu nó nổ ra đó, máu nó bỏ rốn ra thuốc ra ngoài, nó sưng mấy cái cụ này nè. Trời ơi, phải mua cho nó 10 liều thuốc nó uống. Nhưng mà bấm là anh đau. Bấm rồi mấy ổng vuốt á, vuốt rồi nó đâu có ra đâu. Tại vì bây giờ nó cứng, nó từ cái hồi 20 mấy tuổi tới tận ừa, bây giờ vuốt gì nữa. Nó đứng y như cây tre lận mà. Như vậy mấy ngày anh ăn cơm nhiều được nhiều không? Không, như thí dụ cho nó ăn nửa chén sớm ơi, cho tắm rửa, ỉa đái xong, khoảng 2 giờ có cho ăn nửa chén, là nó ăn hết nửa chén đó, chiều quýnh nửa chén nữa, đó, là ngày ba cử đó thôi. Mà đợi chừng nào nó kêu mới được ăn, còn không kêu là thâu đừng bới, nó không có ăn, sẽ đổ, nó không ăn, nó vậy đó. Giờ anh đứng cũng lâu rồi, chắc nó đuối đó. Rồi. Rồi. Không để cái này cho anh mát thôi cô. Nó không có chịu. Tấm niệm đó nằm nó cứng cái nó bị sốc cái bú xương đó đó. Nó có một cái cây đó. Đau. Ừ, nó nhăn dữ lắm đó, nó nhăn. Trời ơi. Bất động thật sự luôn. Rồi. Đó. Hôm nay á thì mấy anh em tụi con có dịp về lại Long An này, ghé thăm lại hoàn cảnh gia đình của mình, cũng như là coi cuộc sống thực tại của anh Tú á, thì thấy đối với con á, thì cảm nhận được rằng cô là phải nói một người mẹ thật sự tuyệt vời khi gần mấy mươi năm qua, một mình cô tự tay phải chăm sóc cho anh Tú hơn 20 năm một mình cô thôi. Từ cái việc chăm bẩm, từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh giặt giũ, coi như anh Tú hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Đúng rồi. Thì cô là một người trụ cột chính trong gia đình, là chỗ dựa cho anh Tú nữa. Thì con không biết nói gì hơn, con chúc cô luôn có một cái sức khỏe dồi dào để mà sống trăm tuổi già, để mà có thể cô cùng với anh Tú vượt qua những lúc khó khăn nhất. Hôm nay cũng có dịp về đây thì con thay mặt cho chú Ken Vinh Trần gửi cho cô 1 triệu đồng để cô trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày, một món quà với lại một cái chai dầu nha cô. Đây là chai dầu của chú luôn. Giờ chú Ken Vinh Trần ở Mỹ á. Vậy giờ cô cũng chúc lại cái anh ở bên Mỹ đi, để giúp đỡ cho mẹ con của cô. Trước hết là chúc cho cái anh ở bên Mỹ, anh Trần bên Mỹ á, là giàu giàu sức khỏe, hạnh phúc, công việc tiến tới, để lo cho những cái người khổ y như con của cô, cũng nhiều người dữ lắm. Vậy là cô rất là cảm ơn, để mấy chú mấy em rồi đến nhà cô tìm cái đường xa xôi cũng đến để giúp đỡ. Vậy là cô rất là mừng, cũng cảm ơn của mấy con cháu ha. Dạ. Rồi hôm nay đồng hành với con thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh, là một sản phẩm dành cho những người bị chức năng gan như là sơ gan nè, những người uống nhiều bia rượu hoặc nóng trong cơ thể đó, để mà tặng cho cô cái sản phẩm này. Ở trong này thì có các sản phẩm hỗ trợ chức năng gan như là trà giải độc nè cô. Ở trong đây có hướng dẫn hết. Và có một cái đó là giải độc gan tại Linh Blood. Đây là thuốc dành cho những người có chức năng gan kém á, thường hay thức khuya cho cô á. Ở trong này thì có công dụng hướng dẫn sử dụng hết luôn à mọi người. Thì hôm nay thì thay mặt cho nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh để mà tặng cho cô sản phẩm này. Rồi, vậy cô cảm ơn hăng. Dạ. Rồi cô dốt. Nói cô, thiệt, nói nào cho cô dốt lắm dẫn. Cô đó. Dạ, cô có con hay cháu gì đó. Thì nhờ có thể đọc cái công dụng để mình hướng dẫn mình sử dụng nha cô nha. Rồi, cảm ơn mấy chú mấy con ngăn. Dạ. Rồi, cũng rất cảm ơn nhiều. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành cùng với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Và chắc một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Ken Vinh Trần ở Mỹ, cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ và đồng hành với Bùi Hồ trong những cái chuyến đi để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.